Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Cuối cùng Lan Ngọc đã có động thái sau khi Chi Dân khẳng định độc thân. Vào tối ngày 2 tháng 12, Chi Dân bất ngờ thẳng thắn phủ nhận chuyện Hoa đã có chủ khi tham gia một show hẹn hò thực tế cùng diễn viên Miu. Không chỉ thế, Chi Dân còn liên tục có những biểu hiện thân mật và thả thính li lệ với Miu. Những người yêu mến Chi Dân và Lan Ngọc đều biết được cặp đôi đã bị soi giấu hẹn hò trong suốt thời gian dài. Thậm chí Trường Giang, Trấn Thành và nhiều nghệ sĩ V-Beat cũng từng ẩn ý về mối quan hệ đặc biệt của cả hai. Chính vì vậy, sau khi Chi Dân thừa nhận đang độc thân vui tính, động thái của Lan Ngọc được chú ý hơn cả. Cho đến rạng sáng ngày 3 tháng 12, Lan Ngọc đã có chia sẻ đầu tiên trên mạng xã hội. Theo đó, cô chỉ đăng ảnh tiết lộ đang trở về nhà sau một ngày làm việc bận rộn, kèm lời chia sẻ: mỗi ngày mệt mỏi lắm, nhưng không hiểu sao thích lắm. Có thể thấy dường như Lan Ngọc không hề bận tâm đến chuyện bạn trai tin đồn đang tình tứ và khẳng định độc thân trước mặt Miu. Trước đó, trong những lần bị soi bằng chứng hẹn hò với Chi Dân, Lan Ngọc cũng thường thể hiện thái độ thờ ơ, không bận tâm đến tin đồn. Một số netizen cho rằng có lẽ Lan Ngọc và Chi Dân đã là người dân ngược lối, nên cô không mày quan tâm đến chuyện tình cảm của đồng nghiệp. Thực hư thế nào, phải đợi người trong cuộc lên tiếng làm rõ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.